làn da có nhiều mụn đầu đen luôn là vấn đề gây nhiều khó chịu đối với cả nam giới cũng như nữ giới cả với những người trong độ tuổi dậy thì hay đã trưởng thành vậy nguyên nhân tại sao trên mũi lại xuất hiện nhiều mụn đầu đen khó chịu đến thế và làm thế nào để loại mụn đầu đen cứng đầu xuất hiện trên mũi tại nhà hãy cùng theo dõi sóc giúp bạn trẻ đẹp để mách các mẹo xử lý mụn đầu đen trên mũi nhé mụn đầu đen là những nốt mụn nhỏ có màu đen thường xuất hiện ở các vùng da như ngực lưng và phổ biến nhất là ở mũi Nguyên nhân chính gây ra loại mụn này là do các loại vi khuẩn, bụi bẩn và tế bào chết tắc nghẽn tại lỗ chân lông, khiến cho quá trình tiết bã nhờn gặp vấn đề. Do tiếp xúc trực tiếp với không khí, nên những ổ bít tắc dần chuyển sang màu đen, nên gọi là mụn đầu đen. Sở dĩ nói vùng mũi là nơi tập trung nhiều mụn đầu đen nhất, là vì đây là khu vực có tuyến bã nhờn hoạt động rất mạnh mẽ, nên các vi khuẩn và bụi bẩn dễ bám dính là điều khó tránh khỏi. mụn đầu đen ở mũi khiến nhiều người tự ti, mặc cảm. Tình trạng này xuất hiện là do một trong các nguyên nhân sau: nguyên nhân thứ nhất là do thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học. Việc thường xuyên ăn những món nhiều đường, sữa, dầu mỡ kích thích quá trình sản xuất bã nhờn hoạt động mạnh hơn, mụn đầu đen nổi nhiều hơn. Nguyên nhân thứ hai là do sự xâm nhập của vi khuẩn P. Acne. Môi trường ô nhiễm, ga giường, gối, nệm và khăn lau mặt không vệ sinh sạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Đặc biệt vi khuẩn P. Acne gây mụn đầu đen ở mũi. Nguyên nhân thứ ba là do kích ứng mỹ phẩm. Dùng mỹ phẩm kém chất lượng chứa những thành phần gây bít tắc lỗ chân lông của da, gây kích ứng và nổi mụn. Nguyên nhân thứ 4 là do rối loạn nội tiết tố. Hóc môn thay đổi bất thường làm mất cân bằng gây nổi mụn, đặc biệt mụn đầu đen ở mũi. Rối loạn nội tiết tố có nhiều nguyên nhân khác nhau như chu kỳ kinh nguyệt, thức khuya. Một, Rửa mặt làm sạch sâu làn da mỗi ngày. Làm sạch da bằng sữa rửa mặt có thể giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn hình thành từ đó giúp ngăn ngừa mụn phát sinh. Để thực hiện, bạn nên sử dụng sữa rửa mặt có độ pH phù hợp tình trạng da và thực hiện động tác rửa nhẹ nhàng, massage xa da mặt theo hướng xoay tròn từ dưới lên. Đồng thời, bạn nên duy trì đều đặn rửa mặt hai lần trên ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối để đảm bảo làn da luôn sạch sẽ. Tuy nhiên, bạn lưu ý không nên lạm dụng làm sạch da mặt quá nhiều lần, vì có thể khiến da mặt bị bong chóc, kích thích da tiết nhiều dầu hơn để bù vào độ ẩm đã mất khi rửa mặt. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên giặt vỏ áo gối thường xuyên để ngăn không cho vi khuẩn bám vào da mặt, tránh tình trạng vi khuẩn trên gối sẽ xâm nhập vào làn da bạn. 2. Tẩy tế bào chết cho da loại bỏ mụn đầu đen ở mũi. Có một số sản phẩm tẩy da chết hóa học nhẹ nhàng chứa axit hydroxy alpha và beta, AHA và BHA mà bạn có thể lựa chọn và sử dụng. Vì bởi cả AHA và BHA đều có công dụng loại bỏ dầu thừa và tế bào chết, giúp hạn chế tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông. Bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm có những hoạt chất AHA và BHA để trị mụn đầu đen. Hoạt chất này có thể bỏ tế bào chết hiệu quả làm sạch và thu nhỏ lỗ chân lông, nhờ đó làn da của bạn sẽ trở nên mịn màng hơn, và cụ thể tác dụng của các thành phần này là axit glycolic và axit lactic được xem là một dạng của AHA, có thể hòa tan trong nước và có nguồn gốc tự nhiên như sữa, trái cây hoặc đường. Axit salicylic trị mụn là một dạng của BHA, khi sử dụng BHA tan trong dầu và giúp làm sạch lỗ chân lông hiệu quả. Và hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm trị mụn đầu đen chứa AHA và BHA, với các mức nồng độ khác nhau, từ 0,5% đến 5%. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thành phần này có thể gây phản ứng trên da như kích ứng với một số người. Vì vậy, khi bạn mới bắt đầu sử dụng, nên ưu tiên lựa chọn sữa rửa mặt có nồng độ thấp hơn để tránh gây cảm giác khó chịu trên da nhé. 3. Cách loại bỏ đầu đen ở mũi với miếng dán lột mụn. Miếng dán lột mụn mũi là phương pháp điều trị mụn đầu đen ở mũi đơn giản, tiện lợi và được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp kiểm soát mụn đầu đen ở mũi quá nhiều, chứ không thể điều chỉnh cơ chế tiết dầu trên da để từ đó giúp trị tận gốc mũi đầu đen ở mũi hơn nữa khi lựa chọn sản phẩm lột mụn bạn cũng nên cân nhắc lựa chọn kỹ các sản phẩm lột mụn an toàn thành phần lành tính và có nguồn gốc uy tín để da không bị kích ứng nhé ngoài ra để sản phẩm đạt hiệu quả tối đa bạn nên bắt đầu sông hơi mặt giúp giãn nở lỗ chân lông nhằm lấy đi bụi bẩn tạp chất dễ dàng hơn tuy các miếng rán lột mụn có thể loại bỏ nhân mụn nhưng đồng thời chúng cũng làm mất đi lượng dầu tự nhiên quan trọng và các năng lông có ích cho da điều này có thể dẫn đến tình trạng khô và gây kích ứng da nên bạn cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng đấy nhé 4. Trị mụn đầu đen ở mũi bằng sản phẩm đặc trị. Ngoài những cách shop giúp bạn trẻ đẹp đã chia sẻ bên trên, bạn cũng có thể tham khảo thêm những cách trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả, chuẩn y khoa bằng các sản phẩm đặc trị mụn bên dưới nhé. Trị mụn đầu đen ở mũi tận gốc bằng salicylic acid. Sử dụng sản phẩm trị mụn đầu đen có chứa salicylic acid cũng là một cách trị mụn đầu đen ở mũi hiệu quả. Hoạt chất này có tác dụng đặc trị sợi bã nhờn bên trong lỗ chân lông, kích thích tái tạo tế bào da. Salicylic acid có thể thoa trên da từ 1 đến 2 lần trên ngày, hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nhé. Nồng độ salicylic acid an toàn cho da là khoảng từ 0.5% đến 2%. Tuy nhiên, vào mùa đông axit này có thể khiến da khô hơn, nên chỉ sử dụng nồng độ thấp và nên kết hợp sản phẩm cấp ẩm cho da. Chị mụn đầu đen ở mũi bằng retinol tại chỗ. Retinoids tại chỗ có nguồn gốc từ vitamin A và đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện mụn trứng cá. Tùy theo nồng độ, một số các sản phẩm retinoids có thể được mua trực tiếp tại quầy cửa hàng mỹ phẩm hoặc cần được bác sĩ chỉ định thì mới được sử dụng. Đồng thời, retinol có thể kích thích tái tạo tế bào da mới, từ đó giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Tuy nhiên, dựa theo nghiên cứu 2011, cần hết sức lưu ý khi dùng các sản phẩm retinol cho phụ nữ mang thai, vì có thể cản trở sự phát triển của thai nhi. Thay vào đó, nếu đang mang thai, bạn nên chuyển sang dùng sản phẩm chứa ba bakuchiol hoặc dầu tầm xuân thay cho retinol để đạt hiệu quả chăm sóc da tương tự. Ngoài ra, retinoids sẽ khiến làn da trở nên nhạy cảm hơn với tia UV, vì vậy bạn cần phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày để bảo vệ làn da. Mụn đầu đen ở mũi không đau, không sưng nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ, khiến làn da trở nên sần sùi. Chính vì thế mà ngoài việc áp dụng bài bản các cách xử lý mụn đầu đen mà shop giúp bạn trẻ đẹp chia sẻ ở bên trên, thì các bạn gái tuyệt đối không nên tự ý nặn mụn đầu đen ở nhà, vì bởi khi bạn nặn mụn sai cách có thể khiến da bị mẩn đỏ, kích ứng hoặc để lại sẹo mụn vĩnh viễn hãy cùng theo dõi shop giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn nhé. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.